mọi người quay trở lại với kênh YouTube của An Phát Computer. Thì với việc ngày càng đầu tư hơn vào các dòng sản phẩm laptop của mình, MSI không chỉ chú trọng đến hiệu năng này mà còn đem đến nhiều mẫu thiết kế mới nhằm đáp ứng nhiều đối tượng người dùng hơn. Và một trong những mẫu laptop mới có cái tên cực kỳ độc đáo, lấy cảm hứng từ những thanh kiếm katana đến từ Nhật Bản, kết hợp cùng với sức mạnh của loài rồng có sẵn của MSI, thì chúng ta sẽ có MSI Katana GF76. Ở đây thì về tổng thể thì Katana GF76 vẫn mang đặc trưng của dòng GF này, tông màu chủ đạo vẫn là đen và đỏ. Tuy nhiên so với thế hệ tiền nhiệm là GF75 thì nhìn rõ nhất là bề mặt bên ngoài này đã được thay bằng lớp vỏ nhôm màu đen ly. Logo của MSI vẫn ở chính giữa, nhưng mà thay vì màu đỏ quen thuộc thì lần này MSI đã đổi thành logo màu bạc, giống màu của thanh kiếm trên nền đen bao phủ toàn bộ máy ấy. Thì đây là laptop thì với kích thước màn hình lớn lên đến là 17,3 inch, thì nếu như trải nghiệm trên màn hình 15,6 inch vẫn còn quá nhỏ đối với các bạn thì đây sẽ là sự lựa chọn hợp lý. Mặc dù kích thước lớn nhưng mà so với laptop gaming thì lại khá mỏng nhẹ khi chỉ mỏng có 23,1mm và nặng có 2,2kg. Thì mình có thể cầm được bằng một tay này. Phần bản lề này được đặt ở hai bên khá là cứng cáp. Các bạn cũng có thể mở bản lề bằng một tay luôn. Và phần bản lề này thì rất là dễ dàng mở được và có thể mở được là một góc 180 độ. Mức độ hoàn thiện ở đây thì rất là chắc chắn. Bản lề của MSI ngày nay thì đã được MSI cải tiến khá là nhiều so với ngày trước. Khi đánh máy thì hiện tượng rung lắc màn hình cũng không hề xảy ra, thế nên là các bạn hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng trên chiếc MSI GF76 này. Thiết kế thì rất là lịch sự, phù hợp với mọi đối tượng người dùng, dù là game thủ này, dân văn phòng hay là những người làm về sáng tạo nội dung thì MSI Katana đều có thể đáp ứng được. Đặc biệt tập trung vào chất lượng hình ảnh thì tần số quét tiêu chuẩn sẽ là 144Hz. Kích thước lớn thì cùng cạnh viền mỏng ở đây, độ phân giải sẽ là Full HD. Tấm nền IPS sẽ cho các bạn một góc nhìn rộng hơn này. Cạnh trên thì được trang bị webcam. Về chất lượng màu sắc thì không quá nổi bật, độ phủ màu và độ sáng chỉ dừng ở mức đủ dùng với 45% NTSC và khoảng 65% sRGB. Và nếu như các bạn chỉ dùng để chơi game, lướt web, xem phim và sử dụng cho các nhu cầu giải trí thì nói chung là những việc không yêu cầu quá nhiều đến độ chính xác về màu sắc thì đối với mình chiếc màn hình này là hoàn toàn ổn. Thế nhưng bù lại cho màn hình thì cấu hình có sự nâng cấp rõ rệt mà mức giá vẫn cực kỳ dễ chịu khi Katana GF76 chỉ có hơn là 28 triệu đồng. Intel Core i7-11800H, 8x16 luồng, RAM 8GB thì có thể nâng cấp tối đa là 64GB, 512GB SSD và NVIDIA RTX 3050. Và chúng ta hãy thử một vài bài test với cả 3050 nhé. Phần test game vừa rồi thì với hiệu năng của 3050, các bạn sẽ chơi game được trên độ phân giải là Full HD và setting ở mức trung bình. Ở các tựa game mình vừa test thì sẽ cho các bạn thấy được là mức FPS vẫn giữ ở mức ổn định và nhiệt độ thì không quá là cao. Về phần nhiệt độ ở đây thì hệ thống tản nhiệt sẽ là Coolboost 5 sẽ đảm bảo cho các bạn với 2 quạt và 6 ống dẫn nhiệt cùng với khe hút gió sẽ được tạo hình tổ ong ngay dưới đáy máy, vừa tăng tính thẩm mỹ này, vừa tăng hiệu quả tản nhiệt tốt hơn cho chiếc máy của mình. Về phần bàn phím thì Katana 76 có hành trình phím sâu, cảm giác bấm tốt, người dùng thì có thể làm quen nhanh chóng trong quá trình sử dụng. Tuy nhiên đối với mình thì layout phím hơi nhỏ một chút, tuy nhiên thì được trang bị cả cụm phím số. Ngoài ra thì được trang bị cả đèn LED nền đỏ đặc trưng của MSI vẫn được áp dụng để tăng tính nhận diện thương hiệu trên chiếc máy này. Còn về touch bar thì độ hoàn thiện của nó sẽ ở mức vừa đủ dùng với bề mặt phủ nhựa cùng với kích thước trung bình. Ở đây thì có thể thay thế được chuột rời nếu như mà các bạn không chơi game. Cổng kết nối thì chúng ta sẽ có một cổng USB Type-C, 3 cổng USB Type-A, một cổng mạng LAN, cổng HDMI, jack audio combo và cổng nguồn. Tổng kết lại thì với mức giá hợp lý và sự nâng cấp đáng kể để quan tâm với RTX 3050 này thì mục đích chính mà Katana GF76 có thể phục vụ tốt nhất cho các bạn
bạn là về nhu cầu chơi game, có thể để học tập online nữa. Còn nếu như ai làm về đồ họa, sáng tạo nội dung thì theo mình màn hình của GS76 có lẽ sẽ không phù hợp lắm. Và nếu như là các bạn sẽ chọn một mẫu laptop có màn hình đẹp này, cấu hình khỏe, giá mức giá hơi cao một chút, hay là màn hình bình thường, cấu hình xịn nhưng mà mức giá hợp lý, bình luận ở dưới cho mình biết nhé. Và cũng như là đường link sản phẩm và các chương trình khuyến mại khác mình cũng sẽ để ngay dưới phần mô tả cho mọi người có thể click vào luôn. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là An Phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.